Cậu kia đi lấy kem. Hai lầu cũ chưa? Hai lầu cũ ơi. Có hai lầu cũ chưa? Lầu cũ hỏi kìa. Hai lầu cũ ơi. Kìa, cũ gặp cũ gặp. Đi với cũ đi, đi lấy kem. Đi ice cream. Đi lấy ice cream. Cũ anh lấy ice cream. Thường á. Đi đi, ok. Okay, shoes. Làm gì vậy? Trời, mang dép. Mang dép cái cũ dắt đi lấy kem. Vậy hả? Thôi mẹ leo lên ghế thôi. Nó tính đi với cũ á. Con muốn đi lấy hả? Okay, rồi đi với cũ đi. Let's go. Mang được không? Ăn gì? Kem. À, cái này nè. Cái ăn cua không? Cua không biết ngon không biết ai biết. Ủa, hình như của ta là những con cừu vậy hả? Có hiện em đi, tính gì lấy mà có hiện. Rồi ngồi ghế ngay đây cái nạp, ngồi cái gì câu vô coi. Ngồi ghế ngay. Cái gì, cái gì? Ơi, ơi, bên này, bên này. Thôi dơ mà. Dơ. Rồi gì vậy? Ý vừa đi là nó khó luôn đấy. Vậy hả? Con kiếm ý. Dĩ đâu rồi? Dĩ con gấp không? Có rồi. Cái con kêu dĩ, nó dĩ nó ra cái này dĩ, con biết gấp. Có, chắc có rồi. Dĩ có gấp không? Có. Không, bà được bao nhiêu con? Tao gấp, tao gấp nhiều lắm, bút sụt dĩa hay gấp ra đây. Dĩ gấp vậy. Rồi, leo lên. Đó, cái này nó mới ra nó chưa không mới ra nó chưa mà nó lạnh thế nào còn mà chế mà gà lâu gà lâu nó mới mặc ăn nhanh ngọt đúng quá, cái này dễ cho mấy cua không có ngào đâu, không có ngào đâu quả ngon với mẹ lên nè dạ. Ủa thêm để ra ăn đi chút lấy nữa ăn đi chút xíu nữa đấy còn ra nữa mà mấy chuyện hết rồi họ ngon hết rồi. Mami rescue. Biết cũ. Biết cũ. Biết cũ. Còn đây là con bự mà. Tụi nhỏ nhỏ. Tụi cũ. Nhỏ là mà mình mà con nhỏ. Con cũ. Con nhỏ. Nhỏ. Quýt dĩa mì luôn gì? Quýt dĩa là luôn. Phải là muốn khác. Cái gì này? Cái gì này? Cái mày à? Cái gì? Cái gì? Đây. Nó đi đi ngang chỗ mì thấy nhắn á vào cho em một dĩa udon sợ nhớ cái khóm này mà khóm nó yêu hả ok trời ơi mami hai trời
Con biết cua sẽ về nhà. Cái gì vậy? 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 Cái gì vậy?